Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 12 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Văn Giang có nhiều mô hình tích tụ ruộng đất. Xã Hải Triều huyện Tiên Lữ chú trọng làm đường giao thông nội đồng. Huyện Ân Thi có diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn cao nhất tỉnh. Toàn tỉnh còn hơn 2.800 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Cần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 4, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong quý 1, các lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 39 vụ buôn bán hàng cấm hàng lậu, 66 vụ gian lận thương mại, một vụ hàng giả, 12 vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên 2,7 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu thời gian tới, các lực lượng phải đẩy mạnh đấu tranh chống phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, các cột xăng tự phát không phép chống thực phẩm bẩn, trong kiểm tra nếu phát hiện sai phạm phải truy nguyên nguồn gốc nơi sản xuất để xử lý rứt điểm đẩy mạnh tuyên truyền ký cam kết để mọi người cùng nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại đối với các vụ việc đã được phát hiện phải xử lý nghiêm về vụ thu giữ 28.000 vỏ bình ga các hãng đang được công an huyện Mỹ Hảo thụ lý, đồng chí yêu cầu phải nhanh chóng xử lý không để kéo dài và báo cáo kết quả xử lý về ủy ban nhân dân tỉnh, công khai cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người đều biết. Đi liền với đó phải gắn vai trò trách nhiệm của lãnh đạo địa phương với công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng chính quyền năm 2018. Dù hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2017, công tác xây dựng chính quyền của huyện Yên Mỹ đạt được nhiều kết quả. Chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ, kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kế hoạch giao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến. Hoạt động cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tăng cường, quốc phòng được bảo đảm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà chính quyền huyện Yên Mỹ đạt được trong năm 2017, đồng thời đề nghị huyện đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng chính quyền trong thời gian tới. Trong đó, huyện cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới, thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân tỉnh hương yên vừa có công văn số 845 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2018. Sau đây chúng tôi xin trích những nội dung chủ yếu của công văn này. kính gửi thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện như sau. Một, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đảng viên, cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, khuyến khích nhân dân tham gia giao thông sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm 2018. 2. Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ vào những ngày cao điểm đợt nghỉ lễ, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, xe khách chở quá số người quy định, đi boto, xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, 4 người. 3. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thanh tra giao thông và các phòng liên quan kiểm tra đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tăng cường kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé quá quy định, ô tô chở vượt số người quy định, áp dụng biện pháp tước phù hiệu xe hoặc tước giấy phép kinh doanh nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng. 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an huyện, xã các lực lượng khác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm tại các nút giao cắt đường bộ trọng yếu, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn, khu vui chơi tập trung. 5. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hương Yên, văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy, nhất là khu vực gần khu công nghiệp, trường học, nông thôn. 6. Các cơ quan thành viên ban an toàn giao thông tỉnh vận động tuyên truyền cán bộ công chức viên chức, hội viên người lao động chấp hành nghiêm túc pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, chỉ đạo các tổ tự quản tích cực tham gia hướng dẫn giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng yếu, khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thuộc địa bàn của đơn vị. 7. Về chế độ báo cáo, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ban An toàn giao thông các huyện thành phố gửi báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm nghỉ lễ trước 13 giờ hàng ngày tính từ 0 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2018 đến 12 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2018 về văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 8 giao văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với sở giao thông vận tải công an tỉnh tổ chức kiểm tra trong đợt cao điểm đôn đốc các sở ngành địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ của ủy ban nhân dân tỉnh giao tại công văn này tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban an toàn giao thông quốc gia về tình hình thực hiện trước 14 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2018 thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh ký thay chủ tịch phó chủ tịch Bùi Thế Cử Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chủ trương dồn ô đuổi thừa tích tụ xuống đất nhằm tạo ra canh đồng bộ lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, ở huyện Văn Giang đã bắt đầu phát triển mô hình chuyển đổi theo chủ trương này. Toàn huyện hiện có hàng chục mô hình chuyển đổi với quy mô từ vài mẫu đến vài chục mẫu, trong đó có 3 mô hình tích tụ trên 20 mẫu ở ba xã Long Hưng, Vĩnh Khúc và Nghĩa Trụ chủ các mô hình này cho biết họ tích tụ đất bằng ba hình thức dồn đổi, thuê dài hạn và mua lại của những người không có nhu cầu canh tác. Sau đó đầu tư khoanh vùng chia ô để trồng cây ăn quả như cam bưởi hoa và các loại cây công trình khác. Với những loại cây này thì ít nhất cũng phải sau 2 đến 3 năm mới được thu hoạch, vì vậy các hộ đều ký hợp đồng thuê đất ít nhất cũng tới 10 năm. Được biết, trung bình các chủ hộ đầu tư khoảng trên 100 triệu đồng cho một mẫu để cải tạo đất làm đường, làm hệ thống tưới tiêu. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân, những năm qua xã Hải Triều huyện Tiên Lữ đã chú trọng nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường giao thông nội đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, xã Hải Triều đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 3 tuyến đường bê tông kiên cố, tổng chiều dài hơn 3 000 m với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Các tuyến đường đều đảm bảo kết cấu vững chắc, rộng từ 3 đến 5 m, dày từ 20 đến 30 cm. Ngoài ra, 21 km đường sản xuất của xã đảm bảo cứng hóa với mặt đường trải đá cấp phối, đắp lề hai bên đôn cát đen, độ cao mặt đường so với mặt ruộng luôn đạt từ 0,5 đến 0,7 m. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, người dân trong xã luôn nâng cao nhận thức tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, sức người, sức của. Hạ tầng giao thông nông thôn ở Hải Triều đã thay đổi rõ rệt. Do thời tiết có mưa phùn và độ ẩm cao, nên nhiều cánh đồng tại huyện Ân Thi bệnh đạo ôn hại lá lúa xuân phát sinh phát triển nhanh. Bệnh đạo ôn lá phát sinh phát triển mạnh trên các giống lúa nhiễm như nếp 415, nếp 9603Q5, TBR225. Tỷ lệ bệnh hại phổ biến 3-5% số lá, nơi cao 7-15% số lá, cá biệt trên 70% số lá. Hiện đã gây lụi tròm tại các xã thị trấn như xã Đa Lộc, Đặng Lễ, Quảng Lãng, Quang Vinh và thị trấn Ân Thi với tổng diện tích 55 hectare. Để hạn chế đến mức thấp nhất bệnh lan ra diện rộng, trạm bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo bà con các địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá cho các diện tích lúa nhiễm bằng thuốc Fujian 40EC, lúa vàng 25VKP, Philia 525SE, Bamgol 400VKP, Bancan 600VKP, chú ý những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá nặng nên vơ bớt lá bệnh và phun kép lại lần 2 sau lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xử lý giải tỏa được 921 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, đạt tỷ lệ 24,67% so với tổng số trường hợp đã giả soát. Tuy vậy, vẫn còn tồn động chưa giải tỏa là 2.813 trường hợp. Các loại hình vi phạm chủ yếu là xây nhà công trình phụ làm lều quán lán trại, cản trở dòng chảy trồng cây trong phạm vi hành lang thủy lợi đê điều, trong đó các địa phương thực hiện nhiều là phù cử tiên lữ thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào. Các địa phương giải tỏa đạt tỷ lệ thấp là ân thi còn 225 trường hợp, Khói Châu còn 795 trường hợp, Yên Mỹ còn 259 trường hợp, Kim Động còn 898 trường hợp tình hình vi phạm hành lang thoát lũ đê điều thủy lợi đã được giả soát thống kê phân loại lập hồ sơ là 6.536 trường hợp, đã giải tỏa được trên 3.000 trường hợp, còn tồn tại 3.480 trường hợp, tập trung nhiều ở các huyện Khói Châu, Kim Động, Yên Mỹ, Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháng 11 năm 2017, huyện tiên lữ đã yêu cầu các xã thanh lý hợp đồng thuê đất đồng thời yêu cầu các bến bãi ngoài quy hoạch dừng hoạt động tuy nhiên đến thời điểm này các bến bãi này vẫn hoạt động bình thường theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, 10 bến bãi đã thanh lý hợp đồng thuê đất gồm xã Thiện Phiến 4, xã Hải Triều, Thụy Lôi và Minh Phượng, mỗi xã 2. Đây đều là những bến bãi tự phát hoặc là thuê đất của xã hoặc là thuê đất ruộng của dân để làm bến bãi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng như cát đá. Vì vậy, các bến bãi này không những không có giấy phép mà còn không có cả trong quy hoạch. Được biết huyện Tiên Lữ đã nhiều lần yêu cầu dừng hoạt động trả lại nguyên trạng cho địa phương, nhiều biến bãi cũng đã bị xử phạt hành chính tới 40 triệu đồng như công ty Nam Tiến Công trên địa bàn xã Thiện Phiến 3 triệu đồng với các bãi Nguyễn Văn Thảo, Phạm Thị Hữu trên địa bàn xã Minh Phượng. Nhưng xem ra những biện pháp của huyện Tiên Lữ vẫn chưa đủ mạnh, vì vậy đến nay cơ bản các biến bãi này vẫn hoạt động bình thường. Mùa mưa bão đang đến gần, đề nghị các địa phương này kiên quyết hơn nữa xử lý rứt điểm tình trạng trên. Trên tuyến đường sắt qua huyện Văn Lâm, hiện vẫn còn nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt chưa được giải tỏa dứt điểm. Ngoài các đường ngang không phép do các hộ dân và doanh nghiệp tự ý mở, thì hiện trên tuyến đường sắt còn không ít các điểm vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường sắt. Tình trạng trên xảy ra chủ yếu ở các xã Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Đình Dù và thị trấn Như Quỳnh. Nhiều nơi xây dựng lều quán cơ sở sản xuất ngay hành lang an toàn giao thông đường sắt. Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đoạn qua địa bàn các khu dân cư, ngành đường sắt đã cho xây dựng hàng rào hộ lan, nhưng người dân vẫn chất hàng hóa cao làm che khuất tầm nhìn của người đi bộ qua đường sắt cũng như tầm nhìn của lái tàu. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền ở Văn Lâm phối hợp với ngành đường sắt sớm giải tỏa dứt điểm những trường hợp vi phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn đường sắt xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, mà nguyên nhân là do chưa thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng cháy. Hơn lúc nào hết, đòi hỏi mỗi người tự nâng cao cảnh giác chuẩn bị các phương án chống cháy thật sự cho chính mình, thay vì đối phó với cơ quan chức năng, có như vậy mới hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi không may có cháy nổ xảy ra. Phản ánh tại chợ Phú Hiến, thành phố Hương Yên và chợ Ganh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Phan Lâm là hai chợ đã từng xảy ra cháy. Sau khi xảy ra cháy chợ năm 2014 gây thiệt hại trên 70 tỷ đồng, năm 2016 chợ Phố Hiến được xây dựng lại và đưa vào sử dụng. Hệ thống phòng cháy tại chợ được đầu tư gần 3 tỷ đồng, bao gồm báo cháy tự động với gần 200 đầu báo khói ở các tầng, bể ngầm chứa nước chống cháy gần 400 mét khối, hệ thống bơm vận hành hai chế độ tự động và bằng tay. Các ống dẫn nước với đầu phun khi có cháy được bố trí trải đều hầu khắp các ký ốt và gian hàng đang kinh doanh tại chợ. Cùng với trang thiết bị, Ban Quản lý chợ đề ra các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, nghiêm cấm tiểu thương, thắp hương, đốt vàng mã tại các gian hàng. Việc ngắt mở nguồn điện toàn bộ khu chợ do Ban Quản lý chợ quản lý và theo khung giờ quy định. Cái hệ thống mà coi như là phòng cháy nổ này, bà con hết sức là yên tâm được lắp đầy đủ đồng bộ. Chỉ cần có một người vào để hút thuốc lá, một cái là báo cháy ngay, Chứ bà con rất là yên tâm. Ban quản lý chợ phải tiến hành tổ chức về nhân sự con người để vận hành hệ thống đó để đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy được tốt. Thì trên cơ sở xây dựng lịch trực một cách khoa học hàng tuần, hàng tháng và đặc biệt là mỗi một tháng thì ban quản lý chợ Phú Hiến đã tổ chức diễn tập cho vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động hai lần, một lần vào ngày mùng 1 và một lần vào ngày 30 và 15 hàng tháng để trên cơ sở đó kiểm tra hệ thống thiết bị. Qua hai lần xảy ra cháy vào các năm 2001 và 2005, điểm hạn chế trong công tác phòng chống cháy tại chợ Ginh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đến nay vẫn chưa được khắc phục là hệ thống đường nội bộ nhỏ hẹp gây khó khăn cho phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường chống cháy cơ sở vật chất tại chợ từ các ký ốt bán hàng cho đến trang thiết bị phòng chống cháy cũ xuống cấp, hệ thống dây dẫn điện chằng chịt tại các đầu cột tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra. Định kỳ là đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh là đều về kiểm tra phòng cháy chữa cháy của chợ Du Quỳnh chúng tôi và lần nào về tất cả các lần về đều có ký biên bản làm việc cụ thể và đều đạt kết quả tốt. Thay vì làm đối phó, với các cơ quan chức năng mà phải đi vào thực chất từ trang thiết bị, dụng cụ phòng chống cháy nổ và hạn chế không để các cái nguồn có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Có như vậy công tác phòng chống cháy nổ mới thực sự hiệu quả và tại các chợ sẽ không xảy ra tình trạng cháy nổ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự huyện Quế Châu vừa phối hợp với các đội bóng trong huyện tổ chức đi thăm và hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Tiến Ngôn ở thôn Trung, xã An Vĩ với số tiền 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Tiến Ngôn là thương binh hạng 4 trên 4 thuộc đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thân nhân thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Tiến Thăng. Hai vợ chồng ông dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp rột nát nhiều năm nay. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của huyện Khói Châu nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày 10 tháng 4, tại khu công nghiệp Phú Huy A, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với công ty Điện lực cương Niên tổ chức cán biển công trình chào mừng là công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Minh Hải. Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Minh Hải được xây dựng từ tháng 6 năm 2017 với tổng mức đầu tư là 163 tỷ đồng. Đây là trạm biến áp tự động hóa không cần người trực, được lắp đặt các thiết bị hiện đại. Từ trung tâm điều khiển xa Hưng Yên có thể thu thập số liệu vận hành giám sát điều khiển từ xa các thiết bị tại trạm. Trạm được vận hành đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2017 đã cấp điện an toàn ổn định cho ba huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Nhân dịp này, công đoàn công ty điện lực Hưng Yên đã trao tặng 35 triệu đồng ủng hộ quỹ xây dựng mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đoàn khối cơ quan tỉnh vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá thường niên lần thứ 9. Tham dự giải năm nay có gần 400 vận động viên của 24 đội bóng đến từ các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh. 18 đội nam được chia thành 6 bảng đấu vòng tròn tính điểm, chọn 8 đội vào thi đấu tứ kết. 6 đội nữ chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn hai đội vào thi đấu bán kết. Giải thi đấu theo thể thức bóng đá sân nhỏ 7 người. Ngày sau lễ khai mạc diễn ra 3 trận đấu hấp dẫn ở nội dung bóng đá nam. Kết quả đương kim vô địch Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thắng đậm Sở Khoa học Công nghệ 5-0, Sở Xây dựng thắng đội liên quân ban quản lý 2-0, Sở Công thương thắng các ban đảng tỉnh 1-0. Giải bóng đá đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên diễn ra từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 tại trung tâm bóng đá Phố Hiến ở thành phố Hưng Yên. Việc quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm được phát hiện và ngăn chặn. Tuy nhiên thực tế, cuộc chiến nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn là nỗi lo và trăn trở của chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân Hưng Yên. Năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập 601 đoàn thanh kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm và phạt tiền 301 cơ sở với tổng số tiền trên 1 tỷ 030 triệu đồng. Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng 25 người mắc, không có trường hợp nặng nào. Thế nhưng mới đầu năm nay, một vụ ngộ độc thực phẩm có số lượng người mắc lên đến gần 300 cũng đã đặt ra nhiều vấn đề cho các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại thì tỉnh ta thì là một tỉnh công nghiệp và nông nghiệp là về cũng trong đó nông nghiệp cũng kiếm đa số. Thế thì cái việc mà quản lý thực phẩm các cái mặt hàng sản xuất công nghiệp cơ bản là chúng tôi kiểm soát tương đối chặt chẽ. Còn những sản phẩm của nông nghiệp thực chất là cũng đang còn nhiều vấn đề những rối chung tình trạng chung trên toàn quốc là những vẫn còn sản xuất manh mối. do vậy những cái sản phẩm mà đặc biệt những sản phẩm tươi sống ra thị trường thì về kiểm soát là vẫn chưa được cao. Thì trong năm tới thì chúng tôi sẽ đầu tư tiếp tục vào lĩnh vực này qua con số và các vụ việc điển hình kể trên có thể thấy dù việc phát hiện xử phạt những vụ thực phẩm bẩn trong thời gian qua là khá nhiều nhưng thực tế vẫn chưa kiểm soát hết thị trường Hiện nay, lực lượng kiểm tra kiểm soát còn mỏng và yếu, cùng với chế tài xử phạt những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn không an toàn, chưa hiệu quả. Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh vì hám lợi vẫn tiếp tục tiêm kháng sinh vào tôm cá, tiêm thuốc an thần tạo nạc cho heo, sử dụng hóa chất để làm tươi các loại trái cây. Đó chính là lý do khiến thời gian qua việc xử lý thực phẩm bẩn đến nay chưa triệt để. Mặt bằng chung của chợ thì nó không ổn, vì nó cống rồi vẫn còn nước động nhiều ấy, không thể thoát được. Tôi cũng lo cái là sợ là rau cỏ là sợ người ta phun thuốc. Không chứ. Mình mua mình cũng không an tâm lắm. Hiện nay công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trong việc sản xuất kinh doanh tiêu dùng thực phẩm an toàn là hết sức quan trọng. Vì thế để có thực phẩm an toàn là trách nhiệm của toàn xã hội, từ các cơ quan nhà nước doanh nghiệp đến người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Quế Châu chú trọng để mạnh cải cách hành chính. Công ty Điện lực Hương Yên đầu tư trên 480 tỷ đồng xây dựng các công trình và trạm biến áp. Dự án chung cư thu nhập thấp PH còn nhiều bất cập về chất lượng và phòng chống cháy. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.